Ok, vậy thì xin chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với Total War Shogun 2 với campaign Otomo mức hard khó H7 và H8 nha. Chẳng nhớ nữa. Thì trong lần trước thì chúng ta đã chủ yếu đi làm loạn bọn Oda và chẳng gì khác cả. Đúng không nhỉ? Mình chẳng nhớ nữa. Thì trong phát lần này thì mình sẽ định là tấn công Kyoto và cố gắng là làm gì đó với bọn Oda đấy ạ. Đi nhá. Xử lý nốt đi, xử lý nốt bằng được đi. Bởi vì bọn Oda hiện tại là còn khoảng bao tỉnh nhỉ? Còn Wakasa thôi. Bây giờ thì mày sẽ cho nổi loạn Wakasa tao cái. Omi ở đây thì thực sự mà nói thì mình thân trước là mình đã cho nổi loạn rồi. Thì là mình đang lo là khi mà nó nổi loạn ý thì sẽ bị bọn Oda tấn công ở đấy và mình sẽ chết nốt. Cũng hơi lo nhỉ. Rồi nhá, mày sẽ sang bên này và cho Demoralize Army bọn nó. Mày sang bên này Demoralize tiếp này. 28% thành công được ấy. Lên level mới luôn. Được rồi, ok. Demoralize Army. Thì nhìn bọn Metsuke mình mới nhớ là có bác bảo rằng là mình phải cho cái bọn Metsuke vào trong thành nào có ruộng fertile ấy, kiểu là dầu màu mỡ ấy. Nhưng mà vấn đề là mình kiểu, xin lỗi nhá, bởi vì là mình trước nay là mình chưa bao giờ thấy bác nào kiểu làm kiểu thế ấy, nên mình cũng không hiểu lắm. Nên là mình toàn chủ yếu dùng cái Metsuke vào để cho nổi loạn, à đâu, để cho apprehend này và sau đó là cho bribery. Mình chủ yếu toàn là làm vậy thôi, bởi vì là mình cũng chưa bao giờ thấy. Nói chung là nếu mà lần sau mình có chơi tiếp campaign này ấy, hay campaign nào khác ấy, thì là mình sẽ cho thử theo cách của bác và xem kinh tế của mình phát triển khá lắm không. Thì về vấn đề kinh tế tiếp theo nữa là kinh tế của mình nó khá tốt rồi. Vấn đề là nó phụ thuộc quá nhiều vào trade là 11.270. Mất tạm thời là mất 3.000 về bọn Hojo, bởi vì bọn Hojo đang có vấn đề về cảng kiếc đủ kiểu. Đó. Thì nói chung là kinh tế của mình sẽ chống đỡ được. Mình đang định tiết kiệm là đến khoảng tầm 100.000 rồi đánh nhau. Y như theo cái campaign mà mình đánh Shimazu ấy, tiết kiệm 100.000 cho bọn Date 10.000 và thế là mình đã vững chắc luôn rồi nha. Ở đây cho xây dựng cái sake đen thì cậu bác lại bảo tiếp rằng là mình phải là kiểu phải dùng ninja ấy, thì là mình nghĩ bây giờ có khi là nên dùng. Nhưng mà bây giờ mình mà không kiểu cho bọn Oda nổi loạn ấy thì là thường là bọn nó sẽ mở rộng lại mấy cái tỉnh ấy. Thì mình cứ để ý bọn nó một thời gian là bọn nó sẽ nổi loạn tất cả các tỉnh, nó sẽ chiếm lại tất cả các tỉnh mà mình cho nổi loạn luôn. Nên là mình phí tiền một chút cũng được, thì mình sẽ cố gắng là phải cho bọn nó chết bằng được đi, hoặc kiềm chế bọn nó, không cho bọn nó mở rộng lại tiếp nhá. Vậy đó, tiếp theo nữa là mình đang cho kéo cái đạo quân từ khu vực đó nhỉ, đây mình đang cho kéo đạo quân đấy từ khu vực Izu về khu vực bán đảo này cái. Bởi vì Izu ấy thì là nó có phòng thủ nó khá là chắc đấy, nên mình nghĩ là cũng khá thoải mái rồi. Thì hiện tại là mình cùng với đó là mình đang xây dựng cái Siege Engine Workshop để chuẩn bị xây dựng để chuẩn bị súng. Thì có bác trong group bảo mình cũng là ít súng quá nên là thôi mình sẽ tiếp tục đầu tư súng tí nha. Ở đây xây nhà súng hay là xây nhà gì nhờ? Mimakasa ấy thì là mày có nên đốt tạm bớt được nhiều. Đốt tạm với tao cái này đi. Bởi vì là ở khu vực Biden kia là mình có một cái chỗ để xây dựng Katana Samurai rồi nha. Đốt tạm mày đi và chưa mộ súng của tao cái. Có khi là rồi, ok, enter đi. Thì mình rất mong các bạn sẽ like và subscribe ủng hộ của mình nhá. Về đó, thôi. Thế nào, có khi là mình sẽ chuẩn bị hành quân sang tấn công vào Kyoto nhỉ. Vãi là sao chiếm vào Omi rồi. Kibatake chết rồi đấy. Vậy có nghĩa rằng là mình đang phải là mình đẩy được bọn Oda ra khỏi các tỉnh là Setsu với cả Tango, Tajima rồi. Nhưng mà lại không có làm gì nữa nhở. Ê xê, bây giờ là mình vẫn đang cố gắng ngăn chặn bọn nó không kiểu mở rộng nó nữa thôi. Nhưng mà có vẻ như là hơi khó nhở. Hơi khó thật đấy. Bởi vì cái chủ đạo mình hay làm là chủ yếu là toàn chơi mộ Priest Trade Disrupted nhá. Kinh tế của mình nó hơi thối ra một chút nha. Takeda, mày chơi với tao đi. Đòi tiền 1.000. Ờ được đấy. Moret mà cũng được 1.000 là cũng hơi bị tài đấy. 5.000 luôn, thử đi. Wow, thừa tiền. 5.000 được, 10.000 sao không được. 10.000 rồi, ok. Các bạn nên nhớ là cái số tiền các bạn đòi được ý phụ thuộc vào cả cái mức độ khó các bạn chơi nữa. Thì thường là Very Hard thì nó cũng không nói mức này được đâu. Mình nghĩ vậy. Legendary càng không nhá. Cơ mà Legendary chủ yếu là nó kiểu là không save được với cả là không save được với cả gì nhỉ? Cơ mà thôi. Không save được với cả trận chiến nó kiểu Realism Battle ấy. Thì là đấy cơ chế ấy, là kiểu bỏ map đi ấy, xong rồi bỏ cả cái thanh sức mạnh nữa. Thì chứ còn lại thực sự nó chẳng khác gì Very Hard đâu.
Thực sự là vậy đi. Takeda là quá yếu, bị bọn Ikoki đánh bật ra khỏi Sasinano rồi á. Rồi ok, có 60.000 rồi, tiết kiệm tiếp đi. Thì quân đội đây tiếp tục là phải di chuyển về đây của tao cái. Ở Izu sẽ cần phải chơi một thêm. Kai nổi loạn rồi, Rebels, Rebels. Không phải Rebels của Thiên Chúa Giáo đâu. Nâng cấp đây này. Ở đây chưa mộ tao là thêm cung đi. À thôi, đừng bom. Bom thì bắn cũng được, nó giảm morale khá kinh nhưng mà mày không thích lắm. Xây dựng cho tao nhà súng này nào. Siege Engine Workshop. Mày ở đây sẽ cho làm loạn của tao cái. Chính xác là mình đã định muốn là cho kiểu Kyoto là cái tỉnh theo Thiên Chúa Giáo chủ yếu ấy. When converting provinces đây, thực sự mà nói mình cứ cho đi làm bừa thôi. Converting provinces này, cho cái này luôn này. Rồi ok. Waka sao nó mất rồi, thì là mình đang cần phải sang đây xem thử xem bọn nó làm gì cái đã. Vãi cả Oda, mày bình tĩnh, đừng làm gì cả. Nói chung là khả năng cao là bọn nó sẽ chiếm được IC trước khi mà mình, hoặc là Owari. Bọn nó đi theo hướng này khả năng cao là IC hơn là Owari. Nó hướng về phía nam này mà. Còn nếu mà hướng sang bên này thì Owari, Owari nó khá giàu. Mình vẫn đang chưa giảm tấn công bởi vì đạo quân này nó chưa về hẳn ý. Với cả là mình sẽ cần phải cho đạo quân này là nó sẽ có khi hành quân hẳn thẳng vào Kyoto luôn rồi nhỉ. Thì mình chiến luôn và cũng Renivai, phát động Renivai luôn. Cũng được, cũng được. Bọn này có mỗi tỉnh thôi thì nếu bây giờ mình đánh úp bọn nó hay sao? Mày lùi ở đây này. Thì mình đánh úp vào bọn Oda đây này. Bọn nó không còn damage ở đây nữa. Mình chỉ cần tóm damage nó ở đây thôi được rồi. Cũng được ấy. Nhưng vấn đề là mình có declare war bọn Oda được không? Từ từ declare war thử đã. Không sao cả. Ở kia thì mình sẽ chuẩn bị cho một cái đống ninja nhá. Và mình đang phải chuẩn bị cho cả cái việc Ruinvine nữa. Mày sẽ quay về Bizen tao cái. Bởi vì là bọn Kikawa là phiên dậu của mình, nhưng mà được thành lập trước khi mà Ruinvine, thì khả năng cao là nó sẽ bị dính cả Ruinvine nữa. Tăng thấy nữa đi. Chuẩn bị hối lộ cho bọn đa tệ nhá. The fuck, sao mình lại đang live stream đây à? À live stream nhá. Mẹ sao nói là live stream nhá. Vãi cả. Thôi rồi. Vãi cả, thằng nào nó cứ tham gia nhở. Bọn chiếm IC rồi đấy. Tuy nhiên là cái này nó cứ livestream làm cái gì nhở. Vãi cả Huy Vũ. Ông đùa tôi à? Hả? Cái này lúc nào livestream mà ông lúc nào mà tham gia đấy. The fuck? Sao con thằng đem vô mình chết à? Từ từ đi. Vãi cả. Oh my god. Oh my god, honor của mình. Honor của mình như cạc. Vãi cả, normal không chịu được này. Vãi cả. Sao mình không ngờ thằng đem honor. Thằng đem cho mình honor bị sập. Rồi ơi. Mình cần một thằng tướng mới. Và để cần thằng tướng mới thì như vậy là mày sẽ... Thằng này mới có level 2 rồi nhờ. Ambitious wife trừ một loài chi. Mẹ, bắt ly hôn được không? Thằng này chó mày. Mẹ vợ Takeda. Bây giờ ấy, mày sẽ hành quân vội sang Omi của tao cái. Cứ sang Omi của tao cái nhá. Ở đây ấy là khi mà có một trận thôi, cứ đi là vậy. Mày thay toàn bộ bọn này vào đây của tao cái. Chọn là kinh nghiệm bằng bé hơn này. Mấy thằng kinh nghiệm level 2 này, vào đi. Đó. Rồi ok, thì quân đội này thì bây giờ là mình không có tiền. Mệt người. Mình không ngờ damage của mình lại bị kiểu chết máy chứ lại. Mày xuống đây tiếp mày. Inside Revolta cái, mau lên. Xong. Nhưng mà quân đội tận trên này. Mày đùa tao hả con? Nhưng thắng được thằng này đấy. Thắng được. Akechi Tsutomu gì đó. Đây là quân đội của Oda Nobuhide. Và con trai của ông đâu rồi? Sao Nobuyuki đấy?
Mày sẽ lùi hẳn cả lên trên này của tao cái. Mau lên nào. Nói chung cứ bình tĩnh nhá. Thác lần này thì nó cũng khá là chậm rãi thôi, chẳng có gì lắm đâu. Mày ở đây chưa mộ tao ninja. Vâng, anh ninja level 3 luôn. Rồi ok, mình sẽ học tập theo cách của bạn là cho đi ám sát đủ kiểu thôi. Nói chung là mình chủ yếu cho ám sát này, sau đó là cho cả... Ấy, bình tĩnh. Bình tĩnh anh ơi. Đâu rồi nhá? Tao có thao trình building đâu. Army building. Đây. Rồi ok, xong rồi. Thằng này sẽ là vũ khí kiểu tuyệt phẩm của mình luôn. Omi này, Iga này, với cả là Ki là ba cái tỉnh mà mình nhớ rằng là nó có cái trait cho bọn ninja khá tốt. Có nổi loạn thật không nhỉ? Kiểu có sợ bị nổi loạn không ấy? Mình đang hơi lo ấy. Mấy tỉnh mới chiếm vào thì cũng mệt người đấy. Hyuga mình bắt đầu chưa mộ chưa? Bởi vì là nó thường là chỉ trừ một lần thôi ấy. Ấy không, miễn thuế làm gì? Nagato mẹ mấy cái tỉnh đéo tha mình được. Mà cái vấn đề bây giờ nữa là mình đang lỡ chiêu mộ kiểu xây dựng hơi nhiều ruộng quá ấy. 17 phút rồi ấy. Mãi cả thế này sao mà đánh vào Omi được. Thôi rồi mình sẽ cố gắng là xử lý cho bằng xong cái bọn Oda nhé. Thì xem nào. Rocket Launcher chơi chiêu mộ cái gì nhá. Bạn đã nhớ không? Mình quên sách rồi. Chẳng nhớ gì nữa đâu. Vâng, và IC vẫn chưa mất, bọn nó chưa di chuyển kịp tới. Mày sẽ đi lùi hẳn lên đây của tao cái, mau lên nào. Vẫn chưa kịp nha. Mày sẽ đổ bộ vào đây của tao này. Inside Vault tìm của tao này này. Mau lên. Nó chưa kiềm chế bọn này không đi đâu được cả nha. Kệ đi. Nói chung là cứ kệ mình đi. Mình sẽ làm cái gì đó. Thoải mái, thoải mái, thoải mái, thoải mái. Demoralizing Army. Rồi kệ kệ đi. Christianity là 54,8%. Tỉnh này 100% luôn rồi đấy. 62,62%, 54,3%. Iga không ăn được này. Ở đây sao? Hoki 53,8. Tỉnh này thì Inaba vẫn đang có Phật giáo cao hơn nhiều. Christianity 100% rồi này. Dân chúng chắc phải sống khổ hôm nay. Chưa mộ vài đứa đi. Bây giờ mày đem vô mới đấy con ơi. Và mình sẽ phải cẩn thận là không cẩn thận bọn nó sẽ mua quân đội của mình ý. Tất nhiên là không mua hết được rồi, nhưng mà nó sẽ mất khá nhiều nha. Và sao lâu này? Sao mày không đổ bộ khu vực này nhỉ? Mày ngu đấy. Tăng thuế lên. Very high luôn. Ê trời, để chuẩn bị cho Renvine nó sẽ khá là mệt người đây. Tấn công vào đi, tấn công vào đi. Được rồi đó, kịp đó, kịp đó. Tấn công vào phát thì bọn Oda sẽ chết luôn. Cơ mà bọn nó vẫn chưa mất IC nhở. Mất được, bởi vì là tân sao là quân đội nổi loạn kia sẽ tấn công vào đấy. Ok, quá ngon, quá ngon, quá ngon. Thành công đi, thành công. Nói chung là mình hơi phí tiền tí nhưng mà vãi cả Ikoiki. Đừng có nói bọn Rebels kia tham chiến vào nữa đấy. Đừng có nói thế đấy. Ikoiki thì bọn nó vẫn đang kiểu spam quân đội khá nhiều ấy. Thành công, ui xôi ôi. Quá ngon, quá ngon, quá ngon. Đấy chưa, đơn giản vậy thôi mà. Drive any army. Mình thấy khá là tự hào về khả năng kiểu cho nổi loạn tất cả khắp nơi của mình. Ôi dồi ôi, cái đấy dựa chủ yếu vào là sự may mắn nữa. Nhưng mà đúng rồi. Bây giờ ấy, có khi là bắt đầu cho Green Vine rồi đó nhở. À đâu, mình chiếm được một tỉnh nữa được. Vậy mình chiếm tỉnh nào? Owari. Nhưng mà Owari ngay gần bọn Hoyo với bọn Ikoiki quá nhỉ. Chứ Miga thì vậy. Peacefully Occupy. Rồi ok. Vẫn chưa bị Renivide đúng không? Bởi vì tại sao mình không hiểu lắm. Oh my god. Có một tí. Tí tẹo tẹo tẹo. Vâng. Cứ bình tĩnh. Chưa vì gì xảy ra cả. Đem vô của mình lên level mấy rồi? Chưa lên level. Vẫn Honor 2. Thằng này ăn cạc rồi. Mày, bây giờ ta sẽ cần bọn mày là biến đổi toàn bộ dân chúng ở Kyoto thành Thiên Chúa Giáo. Mình kệ nhá. Vâng, Thiên Chúa Giáo thân sau bao nhiêu? 16,2%.
Nói chung là cái này nó không tăng lên quá nhiều nhỉ. 16,2% nó cũng hơi có thất vọng quá mức ấy. Thôi mày sang bên này đi. Cho bọn Ico ghi chết trước khi đi đó đi nha. Nói chung đây gọi là kiểu như là Ikoshu là phong trào nổi loạn của Ikoiki. Vậy có nghĩa là của mình sẽ là Chrisu. Chả biết là cái gì. Nếu mà Christianity là có cái chữ Chris thì là mình sẽ cho Chrisu ở đây luôn cho nghe tiện. Mà đây Demolize Army này. Tập luyện đi. Nói chung là thoải mái. Thích làm gì làm. Tỉnh này có nhà thờ nhá. À có nhà chùa nhá. Nên là nó sẽ mày ở đây ý, thì đập tao này đi. Súng siếc nào rồi, nâng cấp tiếp này. Ở Izu nào rồi, súng siếc nào rồi. Chuẩn bị nâng cấp tiếp nhá. Thì Date thì là bọn nó đang hơi kém quá nhờ. Ơ, Indifferent đấy. Bây giờ ấy mày thích là kiểu không được nhờ. Date ơi, mày muốn là cho kiểu là từ từ xem thử xem bao điểm nào. 99 điểm, rồi ok. Biết vậy cái đã. Iga nâng cấp lên đi cái. Tình này mình tưởng giàu lắm cơ. Mày ra lên Ikoiki. À đâu. Đó là án sát đầu tiên. Là Shogun của cả Nhật Bản. Hiện tại là mang cái danh nghĩa là vậy thôi. Xử lý đi. Vãi cả không kịp kìa. Chưa mộ thêm. Mình sẽ khá nhiều Saki đen cả nước rồi nhá. Thì là bây giờ là mình chưa cứ kiểu chưa mộ thôi. Không có gì lắm đâu. Sabotil chủ an assassinating này. Fascinating này. Ở đây này. Đây này. Rồi ok. Xong rồi. Ây da. Tài năng của mình nổi loạn hơi bị đẹp ấy. Cả cái nước Nhật này bây giờ nằm dưới tay của mình rồi. Thế nên mình mới gọi là Pax Otomona. Otomona. Otomonica. Ờ mình chẳng biết mình đọc kiểu gì ý. Kiểu nó mình bắt chết theo kiểu là Pax Britannica. Đúng không nhỉ? Là kiểu nền hòa bình vĩnh cửu của người Anh thì là. Nghĩa là bây giờ sẽ là nền hòa bình vĩnh cửu của người Otomo. Vâng. Tên quá hay. Cái bọn Ikoiki thì chả hiểu sao có càng không có càng sao lại kiểu có thể gọi là di chuyển kiểu đấy là nhờ. Mà nên nhớ là khi mà Renewal thì là mình sẽ bị sụt giảm kinh tế khá nặng nề ấy. Nhưng mà sẽ làm gì làm thôi. Ở đây xây dựng cho tao cái nhà thờ đi. Nhà thờ đây hợp nhất này. Vị trí quá chiến lược luôn. Đào tiếc cả Yamato, Ise, Omi, Kyoto với cả là Owari không có này. Ở với cả mấy cái tỉnh này thì mình sẽ lan chuyển thành tôn giáo là được. Mà khi không cần nhờ. Ở đây xây dựng cho tôi cái thôi cứ xây nhà thờ đi. Nói chung là cần phải lan truyền tôn giáo khắp mọi nơi thì sẽ cần phải làm thế. Mino, làm loạn đi. Chọn nó chết. Ikoiki thì mình không thương tình lắm gì đâu. Mày sẽ đi phá tiếp này. Assassinate này. Vãi ở fail, 49%. Thằng này chắc level 2 này. Ừ, bởi vì là bọn AI ấy, thường là bọn nó sẽ thích cho cái bọn Kisho Ninja Recruit. Nhưng mà mình không thích dùng Kisho Ninja. Nên là vẫn đang hơi có chán này. Mày sẽ lên tiếp tục lên đây nhá. Mày lên mày phá đạn đi cái đi. Mày về đây đạn hơi cao cái. Vãi gắn hại. Mày tập trung ra lên vị trí bên này đi. Ở phía nam này của mình nó có khá nhiều thuyền. Cực kỳ nhiều thuyền khác. Bọn nó xin lấy để canh chừng bọn Waco nhé. Bọn Hoa Khấu nhé. Nói chung là cả cái miền trung địa này đều thuộc về mình là chắc chắn rồi. Bọn nó chẳng làm gì nữa. Ashikaga Shogunate thì bọn nó sẽ ghét mình bởi vì là mình đang làm đủ kiểu bọn nó. Ikoiki. Ikoiki đang khá thân với bọn Hojo với cả bọn Date. Chiến tranh với bọn Takeda và với bọn Ashikaga Shogunate. Mình không biết có cho bọn nó mở đường ra mà tấn công vào Ashikaga Shogunate nhỉ. Quân đội còn chẳng có ra cái gì mà sao mà làm được tí bây giờ. Mày sẽ phá sạch tên thằng bọn nó nhá. Rồi ok. 16,2%, 29%. Hình như có cái số lượng tối đa mà mình có thể lan truyền tôn giáo được nhỉ. Kiểu một thôn là phải tầm hơn 10% một chút là sẽ là tối đa rồi. Mày sẽ lùi lên đây của tao cái. Mày không ngồi mình dọn thế cơ. Owari sao rồi? 14,7% mà. Khi mà có một cuộc nổi loạn ấy thì là thường là nó sẽ không thay đổi gì lắm về cái số lượng tôn giáo nhá. Thì nó vẫn giữ nguyên thôi, không thay đổi đâu. Chỉ có khi là một cái tác động ngoại nhân nào đó là kiểu như có nhà chùa ở đấy hay là có cái nhà sư hay là cái gì đó thì nó mới thay đổi.
Hơi trời. Ở đấy nào rồi? Thằng này level 6 rồi đâu nữa, nhưng mà nó cũng hơi có hơi quá nhỉ. Thôi rồi. Assassinate tiếp mày. Vẫn fail. Thôi mình vẫn đi rồi. Máy ra bên này đi assassinate thằng con đi. Cho thằng con thì thằng cha là mới có vấn đề được. Phải cả vẫn fail. Thôi mày tiếp tục nhá. Đặt điểm tin mày. Cho thằng Shun này tiếp mày. Shun tiếp mày. Ashikaga Yoshiaki. Vãi cả. Nhưng mà sắp tới là mình sẽ đi từ Osaka ra Kyoto nhỉ. Nhưng mà ở Kyoto mình không được thăm thành trì sao ấy, mà chỉ được đi làm cái gì mình chẳng nhớ nữa. Ở đây có tướng lĩnh nào không? Thành Bungo của mình nó khá là giàu có nhỉ. To nhưng mà cũng ừ giàu có thật. Bungo 2725 này. Có kỳ cao vẫn đang làm gì đấy mình chẳng hiểu lắm. Được rồi thì tăng thầy tiếp đi nào. Thằng Damjo của mình vẫn đang level 2, vẫn chưa có gì lắm. Có nên cho Rune Vi chưa nhở? Đang nghĩ thế nào? Thôi nhầm mày sẽ lùi đây tao cái. Hai tuần nữa nha, hai tuần nữa mình sẽ bắt đầu khởi động Rune Vi cái. Khởi động Rune Vi lúc đấy là Izu của mình vẫn hơi yếu quá nhở. Chưa một thêm quân thôi. Và mình sẽ cần phải ra cố cái mối quan hệ của mình với bọn Date nữa. Nên là xem thế nào cái. Và có khi là mình bắt đầu tản cái bọn Priest sang khu vực bọn Hojo ấy. Bọn nó khá là mạnh ấy. Hoặc là bây giờ là mình sẽ xử lý vài clan nhỏ trước là cái bọn hai thằng sẽ đến xử lý bọn Mikawa với cả là tỉnh nào đó đằng kia. Ờ rồi ok, thằng em trai. Cái gì ấy? Đây rồi, thằng em trai, từ từ đi. Thuế bình thường đi à. Em trai ấy, ra xử lý đạo quân kia đi. Mày sẽ lên đây chở đạo quân đấy. Mau lên. Phải tầm vài thân nữa đạo quân đấy mà có tướng mới. Nhưng mà thôi rồi. Wow. Từ từ đi á, K nào. Ơ vậy K ở đây nó không cho thoát được cái UI ra nhỉ. Cái này ông này là đấy là của ông anh Chí Lê đấy nhá. Chú anh cái gì nhá. Thôi rồi, thôi chịu đi. Mà ở đây ở Assassin's bắt đầu tao cái đi. Nhiều tướng quá đấy. Phil. Làng mà thằng 57% trước đi. Vãi cầu đứt được ra cái gì. Tao cần phải cho giết sạch luôn cả đám bọn nó đi. Thôi bọn em hại quá rồi. Chưa mộ chủ yếu nên là Ki thôi. Không nên chưa mộ được chỗ nào khác. Mà trước Ki anh nhào thối ra, bây giờ mình thấy là mình đã là một người khá là giỏi. Giỏi việc xử lý tình huống ấy. Mày sẽ lùi nếu tao nha. Chuẩn bị tấn công ấy đi. Xử lý cho tao thằng ninja ấy cái. Không bọn nó sẽ làm gì mình đó. Mày ở đây thì là sẽ xuống khu vực Mikawa tao cái. Nổi loạn đi. Một thằng sẽ cần phải lên xử lý thằng Besho nha. Một thằng nữa thì sẽ đi xử lý thằng ra Besho, ra khu Besho này của tao cái. Demolize Army này. Đó. Tiếp theo là Date này. Date thì ta sẽ muốn cho mày là 15.000 đi. Tặng quà luôn. Mighty of luôn. Thằng này hơi mạnh đấy. 206. Được rồi ok. Mình cho hơi thừa tiền đấy. Bởi vì là 10.000 đủ rồi. Bởi vì là 100 cộng 100 là tối đa mà cái quà cho được. Ở Izu ý, chiêu mộ ta theo quân đội đi. Súng ống à? Rồi ok, cho tao 2 khẩu, à 3 khẩu đi. Sau đó là thêm một số thằng Yoshigaru. Mình cũng không thừa tiền lắm đâu. Kyoto bảo làm thiên chủ đá rồi đấy. 45,6%. Rồi ok, cái tăng dần dần lên đi. Thì nó sẽ thoải mái hơn nhiều. Enter đi nào. Mình chuẩn bị khai triển cái cuộc chiến tranh thế giới, à chiến tranh Nhật Bản mới. Để xem nào cái. Ai trời ơi. Mỏi mồm quá. Rồi ok, March Lord Shigaru. Vâng.
Otomo bây giờ mình chưa một matchlock Ashigaru nên là cũng thông cảm tí nhá, thông cảm tí. Mày ra đây nổi loạn tao cái này, thôi mày xử lý cho tao thằng này đi. Xong nhá, mày sẽ cho nổi loạn tình này đi nhá. Mày sẽ lên level mới đúng không? Inciting Unrest này, đó. Kệ đi. Mình đang thừa tiền nhá, thừa tiền làm gì? Tất nhiên là sẽ cho làm loạn rồi. Tăng thuế tiếp mày. Mày sẽ lùi sang vị trí bên này nhá. Bởi vì khi mà có mình đã xâm phạm vào lãnh thổ của bọn Kyoto ấy thì thường là bọn nó sẽ xem một spam một đạo quân mới. Thì luôn là mình sẽ hơi có vấn đề một chút. Hơi bị có vấn đề thật đấy. Vãi cả executed, nãy là con. Mình đang hơi thừa nên thoải mái đi nhá, thoải mái đi. Mày cứ lùi tới đây của tao nhá. Mày là thằng bao vây cái. Đi level đi. Xong. Và ai cả làm sao này. Đấy, bọn nó spam đạo quân mới nhá. Toàn samurai, sao đủ kiểu nữa. Mày sẽ đi phá đạo quân này của tao cái. Fail. Ăn cướp rồi. Sao mày tiến hết một phần point nữa này. Thêm nhá. Vãi thằng Ikoiki này đâu ra này. Ikoshu. Mai ở đây thì theo như truyền thống Inside Revolt. Xong. Mấy tình ngoại lai bọn nó đây sẽ chết chắc rồi nhá. Chắc vậy. Bạn chẳng biết được. Enson. Chờ thằng tướng ấy ra đi. Mau lên. Hey, trời. Chắc là sẽ có black ship tiếp theo nhưng mà mình vẫn chưa thấy nó đâu nhỉ. Thường là khi có black ship thì nó sẽ chỉ ra luôn đấy. Chiếm một luôn đi, còn đi bỏng nó nữa. Mất thời gian đấy. Enemy ninja detected. Tiền bắt đầu tràn lại vào rồi đấy. Lên thuyền. Mày sẽ đổ bộ ra khu vực bên này đi nhỉ. Mày đi lùi đây cái đi ra mày. Mò lên nào. Mày sẽ cắm vào đây nhá. Mò lên. Cho nó chữa lại quân đội cái đi. Mày sẽ thừa kế quân đội của cha ông. Còn thằng này đây sẽ bình tĩnh mà thôi. Mày sẽ lùi tạm vào đây cái đi. Xong. Nát chưa? Bãi cả nát có tí này. Mày đây sẽ tiếp tục từ từ đi. Xem nào. Ở đây sẽ tập trung cho là đi phá quân đội của nó. Này vậy. Đó, rồi ok. Mày đi phá nó đây cái tao vậy. Ấy, bình tĩnh nào. Xong. Chết có tí này làm được cái gì. Mày đây đây cho phá cái độ nó tiếp đi. Fail tiếp hả. Ai, trời ơi. Rate hơi thấp nhỉ. Mình thất vọng quá. Ok, level 6 rồi này. Thì thằng này là Inquisitor. Đây, cái này đi. Cộng 3 repression nữa nhá. Thằng này đây xem có cái gì nó hay hay không. Thôi kệ đi, cho nghiên cứu bừa. Converting characters này, converting characters. Đó, rồi ok. Nói chung là mình kệ rồi, cứ làm thoải mái đi nha. Mày ở đây sẽ cho... Đây, xử lý thằng này đi. Kyoto thì... Shitobuizu tăng lên nhỉ. Ở đây thì... Rồi, ok. Trời, mày ở đây vẫn kẹt đây thôi. Không có thuyền nào đỡ bọn mày sang đâu. Enter đi cái. Vậy là Izu có sách full nhá. Thì... đây cộng còn quân đội trong thành nữa. Nên mà có đông thế. Mày được đấy con. Mày giỏi đấy. Dám làm gì với thằng Priest của tao hả?
enemy Metsuke executed. Rồi ok, mà Samikawa biển sao đây kia. Tỉnh này vẫn đang có nổi loạn nhưng mà vẫn chưa làm gì được. Biển sao nhỉ? Đó, chiếm vào Battle tao cái. Chiếm đấy đi. Ở đây ta sẽ cần mày hành quân ra khu vực bên này đi. Mau lên nào. Ta cần mày là bao vây thành của tao này. Vãi này, nhiều samurai vãi cái đáy ra ấy. Mày sẽ tấn công vào đây của tao cái. Đuổi nó đi. Rồi ok, xong rồi nhá. Vẫn phá quá ít nhỉ. Vẫn quá ít. Đem vô đâu, mày sẽ chu này của tao vậy. Đó những cái đổi vai thì đã. Mày sẽ đứng chặn đây thôi cái. Đứng chặn hộ tao vậy. Mày sẽ chuẩn bị tấn công một Kawachi này. Ok, Date thì chắc là vẫn giữ nguyên được rồi, không phải lo nữa rồi. Kawachi tao cái. Close victory. Peace Liga Cup 2. Renivide. Rồi ok, không sao cả. Hiện tại là chiến tranh bọn Hojo sẽ có luôn. Ikoiki thì chưa biết được, nhưng mà Ikoiki sẽ chết chắc rồi nhá. Và bọn Besho thì chắc sẽ phải quay lại đây mà xử lý. Date, Takeda thì Takeda thì hơi có vấn đề chút đấy. Takeda, đâu rồi. Ơ, mình có con bé này. Ờ, con mình đấy. Từ từ xem nào, nên cười cho thằng nào nhỉ. Thằng nào đó phải xứng đáng. Mày sẽ đổ bộ ra đây cho tao nào, mau lên nào. Cần thêm một thằng tướng nữa. Khi máy mua tao bọn này cái đi. Mua đơn giản. Và ai cả thế mà mình lại còn đi. Mà kinh tế của mình sắp nát tới nơi rồi. Trời ơi, tăng thuế lên cái nào. Bury 2 cái đi. Chuẩn cho bao vây tấn công vào thành phố Kyoto nhá. Và mình sẽ cho trận này mình tự đánh nhỉ. Hay nên thế nào bây giờ nhỉ? Hojo declare war rồi, không có việc gì lạ lắm cả. Bọn nó không làm gì mình được đâu. Sakami mình chiếm đấy nhở. Ừ, Sakami cũng đẹp ấy. Mình có một đạo quân đấy thì là chắc là vẫn xử lý thôi. Takeda, rồi ok, không phải lo gì cả. Takeda là lượng nó không phải lo. Bởi vì là thủy quân nó cũng không quá mạnh ý. Date thì là nó sẽ theo mình và xử lý bọn Takeda của mình nữa. Ikoiki, ush, thoải mái, đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Kikawa thì sẽ hơi có vấn đề đấy. Nhưng mà không sao cả, bởi vì là mình có đạo quân đấy rồi. Besso Defender Date, enter one side of ally, tất nhiên là vậy rồi. Và ai cái đi tấn công kìa. Tấn công kìa, ui trời ơi. Cái này làm gì em. Không đánh nhá, không đánh nhá. Cứ bình tĩnh đi. Mình sẽ bắt đầu quét sạch cái bọn thủy quân bọn nó đi. Nhá. Alliance broken, Date, Takeda. Bọn nó khá thân thiết với mình đấy. Bởi vì mình cho nó nhiều tiền lắm rồi mà. Ok, kinh tế của mình đã gần áp tương rồi. Thì xem nào. Ơ, biến sao này. 6 tấn nữa. Bây giờ ta cần nhập khẩu đến pháo binh vào nữa này. Bình tĩnh đi đã nhá. Mày sẽ đổ bộ ra đây này. Xong mày sẽ đi di chuyển ra đây của tao cái. Một thuyền ở khu vực này. Đâu rồi, Black Ship đâu rồi. Ra đây của tao cái. Mimakasa rồi. Xây dựng Gunsmith đây nhá. Ở đây thì tấn công vào khu vực này. Chém Damjo nó đi. Đây Damjo nó đúng không? Đúng rồi, đây Damjo nó. Đây là mặt nạ nhá. Nó không có tên Hojo không có nghĩa là bọn nó không phải là Damjo nhá. Chiếm vào đi. Peace Liu Occupy này. Rồi đó nhá. Bây giờ ta sẽ cần một mày là có kỵ binh này không? Không có kỵ binh nhá. Không xử lý được. Nói chung là mình sắp có thêm thằng mới nhá. Từ từ đi á. Bây giờ là có thằng Date là 443. Indifferent là -11, sắp nổi loạn rồi. Bây giờ là mình sẽ cần phải cử đạo quân của mình vào đấy thôi. Phong tỏa đi. Ai bảo vẫn chưa biến thành Thiên Chúa Giáo cơ. Kiểu cái đống Christianity đấy mà không biến thành Thiên Chúa Giáo kiểu gì là khùng ý. Bọn nó điên luôn rồi, đâu nữa. Mày ở đây sẽ cho thằng này cái thằng version này. Mày lên nô tội tao cái cho nổi loạn đi này. 88%. Vãi cả fail.
Ê trời ơi, chơi một thêm đi. Mày ra đây hộ tao cái mo lên nào. Mày sẽ nhập cho tao vài thằng pháo đây, cái pháo binh sẽ cần thiết ở trong trận chiến này đấy. Thì là sẽ cho thay vào kỵ binh đi. Kỵ binh không cần thiết này. Thay toàn bộ cái bọn xuống của mình trong trận này thì thực sự nó không có hiệu quả lắm đâu. Khả năng cao là vậy, bởi vì là trận này không phải trận gì đó đâu mà cũng dễ xử lý lắm được cả. Xin đi tập luyện tí đi. Đây level 4 đúng không? Campaign này mình chắc là thắng rồi đấy, bởi vì là nó cũng đi hiện tại là mình bao vây toàn bộ cả Nhật Bản rồi ý. Thì là với cả thiên chúa giáo của mình nó khá là cao rồi ý. Ở quanh khu trung địa này ý. Mình nghĩ mình khá là an tâm rồi. Hey, trời, chuẩn bị mở rộng ra cả các khu vực khác nhá. Ở một số tỉnh là Bizen có vấn đề này. Bizen đây là sẽ cần phải chiêu mộ thêm một unit này. Ở Kawachi sao? Chiêu mộ thêm một unit này. Iga sao? Miễn thuế này. Sao cho một unit nữa này. Đó. Đem vô là đem vô. Ăn hại rồi con. Đã xong Mikawa chưa bị chiếm mà chiếm nhỉ. Đây. Mẹ cái lưỡi của mình. Sagami nó cũng đủ mạnh để phòng chống rồi đấy, thì là hay là mình cứ cắm đấy đi. Bởi vì là Hojo bây giờ chỉ có sự hiện diện ở các khu vực quanh này thôi. Date vẫn còn chiến tranh bọn nó nhá. Thì là trừ nếu mà trừ 10 trên turn ấy, trừ 10 diplomatic point trên turn thì khoảng tầm 14 turn nữa hoặc là 16 turn nữa là bọn Date sẽ declare của mình. Nó là một thời gian khá tốt rồi ấy. Đâu ấy? Vãi cả cái càng. Do not list này. Sao đấy? Say traded nha. Kinh tế nát tương rồi này. Không sao cả, không sao. Cứ bình tĩnh mà xử lý thôi. Kyoto vẫn đang cố gắng phòng thủ nha. Thôi rồi, trận này mình sẽ đánh đi. Từ từ đi, thằng tướng nó rồi nha. Sẽ chết cực nhiều ấy. Khá nhiều đấy, nhưng mà mình nghĩ là cái thanh này sẽ phục hồi lại hết luôn được đó. Rồi ok, đánh nhau đi. Assault. Chờ dry, vâng, chờ này cũng khá tiện rồi đó. Không nên fork, bởi vì fork là chỉ có lợi cho AI thôi. Bây giờ là cho pháo binh của mình dàn trận ở đây này. Dàn thẳng luôn, bình tĩnh đi nha. Có khi phải nên chụp ảnh tí nhỉ. Tí chụp ảnh cái ấy. Một số thằng bọn mày cứ dàn trận ra tất cả ở đây cái đi. Để mình sẽ nghĩ xem dàn trận nào cái. Khi mày sang bên này đi. Bởi vì ở đấy sẽ có quân đội của AI của mình hỗ trợ vào đấy rồi nhá. Thì không việc gì phải làm tí rồi nhá. Mày sẽ dàn lùi đây này. Đó. Đạp riêng những chỗ hoành tráng phết nhỉ. Bọn mày sẽ dàn ra đây tao cái. Rồi ok. Đầu tiên là sẽ cho bọn pháo binh của mình nã vào đấy. Slow motion này nhá. Từ từ mình sẽ cần phải cho bọn kiểu pháo binh mình bắn lại. Bình tĩnh nhá. Đang cho kiểu công đoạn này nó bắn đi cái.
khi mà đạn bắn ra thì mình sẽ cho bao lại phát này chụp ảnh bình tĩnh. Lắp đạn đấy, lắp đạn đấy. Ui mình chưa bao giờ mình xem bọn nó lắp đạn cơ, hay vậy cái đấy. Sao bắn rồi đấy, sao bắn rồi đấy. 3 2 ố chưa bắn à, 3 2 1 vãi là chưa bắn. Bắn này, bắn này, bắn này ấy vãi cả. Thôi rồi cái này cũng được rồi đấy. Cảnh tượng đẹp ấy, thơ mộng hữu tình. Vãi cả lính đằng sau cũng nén rồi kìa. Rồi đó. Vâng, mình có một vài cảnh khá đẹp đấy. P. Ôi trời ơi. Bình thường đấy không? Bây giờ kỵ binh mình mới tham chiến thôi, còn lại là bộ binh nó cũng bình thường ấy. 53%. Đó kêu ấy nã vào thành đi. Bòi nã vào thành khá là nát thành được ấy. Chủ yếu là được phải nát thành thôi. Sợ là mình sẽ cử kỵ binh của mình vào nữa nhỉ. Đàn trận ở đây của tao cái. Công đâu, đàn trận lên đầu. Xong, nát lấy cổng rồi. Pháo binh được ấy, pháo binh là đầu tiên mình thấy kiểu hiệu quả này ấy. Được ấy. Não này này. Đó. Được, bọn mày được. Tao thích rồi. Nói chung là mình chưa làm gì đâu. Xe trận này sẽ là cần phải bình tĩnh nữa đi. Wow, được đấy. Trận này là mình có vẻ đang thành công khá tốt đấy. Mày thế nán tiếp và tiêu diệt cho tao cái bọn này đi. Nán tiếp đi. Mình chưa ở cho bọn pháo binh của mình nã vào thành ý. Nên là mình cũng không ngờ nó thành công này cơ. Mình thấy khá là tự hào. Khá là tự hào. Mà đáng lẽ mình phải cử cái đạo quân chính của mình tấn công thường đấy nhỉ. Ngoài hướng từ hướng này ra đi. Xong, tường này nát rồi nhá. Wow, được đấy. Lại còn kiểu tự hào. Nhanh thế cơ đấy. Mày sẽ nã tiếp bọn này được không? Nã nát ra cái tường này cái. Xuống của mình chắc là sẽ thua đấy. Nhưng mà hay có khi ngừng bắn đấy nhở. Bọn mày tập trung bắn ra đây được không? Bắn ra tao cái Archery Tower này ở đây này. Bắn đi. Mau lên nào. Ở chỗ này bọn nó gần nát tương ngắt nát tương với nơi nhá. Ai trời ơi. Giọng mình bây giờ nó chẳng ra gì nữa rồi. Không cảm gì nhá. Bạn nào thích thì xem nốt đi. Cái này hơi xa, có bị kiểu vượt tầm quá không nhỉ? Cứ bắn tiếp đi. Sáu 6%. Rồi ok, tiếp tục nã tiếp đi. Mày sẽ lùi này ở tao cái nhá. Cung của mình đâu? Mày lại đốt cửa đi. Mà thôi cứ bình tĩnh đã vậy. Cung bọn nó vậy nhưng không nhiều lắm. Phá tao cổng này cái. Lùi hẳn đến đây đi, mau lên nào. Tấn tốc lên. Phá tao cổng là bọn mày sẽ hết đạn rồi nhá. Thì là cung của mình đâu? Cung của mình bên này đâu rồi? Lùi hẳn đến đây, mau lên nào. Sông này hơi sâu quá nhỉ. Toàn bộ chỗ còn lại rồi nhá. Bọn mày sẽ đàn lên để tao đây nhá. Vãi là cung ăn hại kìa. Thôi mày ấy, có nên, có khi là nên lùi về sau nhỉ. Bởi vì bọn nó đang kiểu nghiền nát cung mình ra ấy. Thì là mình thấy là nó cũng hơi có. Thôi bình tĩnh đi nhá. Là tao tưởng. À đâu, tấn công đi. Tấn công rồi trong cái tấn công bên cạnh nhá. Một số thằng sẽ cho leo nhá. Là Ashigaru ấy. Ashigaru sẽ cho leo thành.
đã nổ ra cái leo thang đi. Đốt được ta cổng này cái. Đốt đi. Đó. Tiêu rồi. Di chuyển nào anh em. Mày leo này cái. Khi mày bắn ở đây đi. Hết đạn rồi à? Vãi là cung của mình chết cả đống ra này. Biết rằng là bọn nó là bow samurai nhá, nhưng mà bọn nó hơi có một kiểu OP quá ấy. Mình nghĩ là hơi có vấn đề một chút thật. Pháo binh tiếp tục nã rồi. Mau lên nào. Sao nát cái tường này chưa? 53%. Rồi ok, chạy bớt rồi nhá. Bọn mày sẽ lùi lên đây và bắn bớt cho tao bọn này đi. Mau lên, chạy mau lên nào. Thế lửa đi. Đó. Ui trời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Bây giờ là mình sẽ cần phải chụp ảnh cái P cái nào. Cho thuốc súng lại còn đây cái. Chắc là đạn ở lâu đây. Nếu bình tĩnh thôi thì là mình sẽ cần phải chụp ảnh nữa đấy. Là đạn hơi lâu nhỉ. Thôi cứ cả tí nữa là mình sẽ để ý sau. Cái gì đấy mày đừng có điên. Bắn nó đây ở tao này. Tiêu diệt quân đội nó đi. Mau lên nào. Mày sẽ leo tường nhá. Mày sẽ leo tường nhá. Một số thằng ra đây đốt cổng tao vậy. Bắn chưa, bắn chưa, bắn chưa. Mình sẽ cần phải nghe tiếng thì mình mới biết được. Marshlock đang đứng ở đây. Cá này. Rồi ok, tiếp tục đi. Thôi đừng bắn tường này nữa. Đừng bắn đi. Dừng. Rồi ok, cổng nó cháy rồi. Thì mày cung luôn rồi nhá. Mày sẽ lùi đây tao cái. Ok, mình đã bắt đầu overrun bọn nó rồi. Thì là trận này đánh được ấy. Nó cũng khá đơn giản thôi. Thằng này làm gì đây đây. Đã đều hỗ trợ à? Không kịp luôn nha con. Leo tường, leo vào trong thành đi. Mau lên nào. Ok, thằng này chết chắc rồi nhá. Từ từ đi. Cổng này nếu mà cháy này mình có chết con nào nhỉ? Ờ không chết. Có vẻ vậy. Chạy đi con. Ấy, mẹ ngu rồi. Ngu luôn rồi. Bao vây ở đây đi. Tấn công đi. Mày sẽ chặn bọn nó vào nhá. Mày sẽ tấn công vào tường nó đây nhá. Thế nên chỗ này chết nhiều đấy. À đây là quân đội của mình à. Ok, vị trí có vẻ như đang khá là căng cái ở đây ấy. Nhưng mà mình đã áp đảo rồi. Bọn nó khá nhiều kỵ binh ý. Với cả là nhiều quân đội kiểu giờ hơi tí. Của mình quân đội chất lượng cao hơn một chút là mình có kinh nghiệm. Một chút thôi, nói chung là cũng không nhiều lắm đâu. Bọn nó thua chạy rồi. Ok, đây là đầu tiên mình đánh kiểu thành công này đấy. Pháo binh được ấy, pháo binh được. Khá là được. Bọn mày tấn công ra điện tao cái. Súng đâu, vào đi. Chém vào thằng tướng này đi mà, mau lên nào. Chạy đi con. Sao tấn công? Tấn công nốt đi nào, mau lên nào. Chạy rồi, ok, thắng rồi. Đơn giản vậy thôi. Em bắt đầu. Decisive victory. Mình chết khá là ít đấy. Cũng được, trận này khá tốt rồi.
Ok, chiến thắng và mất có 481. Khá được, bởi vì là khi các bạn nghĩ rằng là cái thành phố này nó có khá là nhiều samurai ấy, mà mình mà thắng được ấy thì là đấy là sự thành công lắm rồi ấy. Đố này đi này, đó Kyoto bắt rồi nhá, mày lên level mới nhá, thì ta sẽ cần mày là cho kiểu gì bây giờ? Bây giờ là mình sẽ cần phải đầu tư thằng này lên level mới của samurai này. Mình là không pháo binh nữa nhở, hơi ít pháo binh đấy. Toki, oh my god, súng đẹp kìa. Tokitaka Tanegashima. Rồi ok nhá, bây giờ ta sẽ cần mày là chưa mộ tao là cái bọn Otomo Matchlock này. Đấy, thế mới hoành tráng chứ. Chiếm cho ta vào Setsu cái đi à. Vãi cả hả, kinh. Mày sẽ vào Kawachi tao nhá. Mày xử lý to Setsu đi không? Mày tấn công vào Tama tao nhỉ? Hay là Setsu hỗ trợ cái đi. Chiếm đi nào. Xử lý xong. Peacefully occupy, promote him. Thêm một thằng tướng mới nhá. Thì là ở đây là mình sẽ cần phải đốt tạm này đi, bởi vì là mình không có tiền mà giữ được nó. Ở Kyoto đang hơi có mệt người nhá. Có lẽ không sao lắm đâu. Một số tỉnh nó gần như 100% là Christianity rồi ấy, thì là mình nghĩ là cũng không phải lo gì lắm. Mình đã bao vây bọn Kikawa này rồi thì là quân đội bọn nó đâu rồi? Thôi rồi, vậy thôi nhá. Hôm nay video sẽ dừng từ đây thôi. Các bạn thích video thì hãy like và subscribe ủng hộ mình. Vậy đó, thôi, bye bye.